Đang xin chào bạn. Đây là đang xin giới thiệu các bạn một số mẫu dù X8 và X9 và cước. Đang phân phối của Asino, một cái thương hiệu mới ở thị trường miền Bắc. Còn trong thị trường trong miền Nam thì khá là phổ biến và quen thuộc với dòng thị trường Việt Nam. Đang hợp tác với hãng Asino là một số về dòng sản phẩm mà về thị trường trên Câu Lục ở phía miền Bắc. Giới thiệu các bạn đây là cước Lumie và hãng Asino sản xuất các bạn nhé. Thông số của cước đây các bạn. Cước 1 chấm là 0,16, 1 chấm 5 là 0,2. Đây là thông số đây các bạn. Cước này đến số 18 luôn các bạn, là 0,7. Khá là ok, 0,7 là khá là to đấy các bạn. Vì trong miền Nam họ không không câu có câu xa bờ nhưng mà họ không câu nổi, đa số là câu mồi chìm nên họ chơi trục to thoải mái. Đây các bạn, cước màu xanh. Cước này liền các bạn nhé, các bạn muốn mua bao nhiêu mét thì Hải Đăng đều có hết. Đây. Đang quay cho bạn cái số 0.37. Được test của nó là 25 IB, 0.37 là tương đương là số 5 đấy các bạn. Cái này nối liền 10 quận là 1.000 m đấy các bạn. 1.000 m, nếu các bạn liền còn các bạn có 300 m thì cắt 3 quận. Đây, cái đoạn anh sẽ cắt cái đoạn quay cái đoạn nối của cái đoạn dây đây các bạn, đoạn nối của nó đây. Đấy. Đây các bạn đoạn đoạn nối không phải nối mà liền đây, đấy, đoạn liền đấy. Liền tách liền từng quận một đây các đây các bạn, điểm này, này. Liền này, đấy, liền luôn đấy. Đây. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn cái cước Udely. Tiếp đến là Hải Đăng sẽ giới thiệu đây là các bạn cước Neptune. Cước Ninông các bạn nhé. Đấy. Cước này 300 m một quận. Đây các bạn. Màu này màu rêu. Cái này đang có một màu này thôi các bạn. Thông số của cước này các bạn. Đang giới thiệu các bạn là cước 0.46 tải 45 IB. Khá là cao rồi các bạn. 300 m. Chất liệu ninông các bạn nhé. Hãng Asino sản xuất. Về cơ bản cái dòng Asino này các bạn nhé, nó công nghệ sản xuất giống công nghệ sản xuất của Shimano, mua lại gần như là hệ thống nhà máy, hệ thống sản xuất của Shimano nhưng mang thương hiệu Asino. Tiếp đến Hải đang giới thiệu các bạn là dù PE 100% PE X8 18X của Asino các bạn. Hộp thiết kế rất đẹp. Rồi. Thông số chì luôn này, đường kính là 0.3 này. Đấy, thông số rất rõ ràng luôn ở trên vỏ hộp này.
0.3 là tương đương với 3,5 đấy các bạn. Là 0.23. 0.23 là cơ số 2. Các bạn là dùng lu từ 2 đến 1,5 hợp lý. Dù này đến 1 các bạn, 1 với 1,2 với 1,5. Đấy. Thông số rất rõ ràng. Đấy là dù màu màu do. Tiếp đến các bạn, Hải đang giới thiệu các bạn là dù X9 à, 9X. Xin đi 100m các bạn nhé. Dòng này đang được 100m. Màu xanh nõn chuối. Thông số của nó đây các bạn. Nhà đang đang giới thiệu các bạn quận 0.31. 0.31 là tương đương 3,5 các bạn. Tải 60 IB. Đấy, dù tải khá cao đấy. X9 sợi của nó đây các bạn. Đang sẽ bắt nét cho các bạn nhìn rõ. Đây xa. Đấy, vừa rồi Hải đang xin giới thiệu các bạn cước và dù của dòng của hãng Asino sản xuất. Đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.